Sau hai ngày xét xử, ngày 1 tháng 4, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á DAP, 8 năm tù. Như vậy, cộng với mức án được tuyên trước đó, ông Bình phải chịu hình phạt chung là chung thân, thưa quý vị. Các bị cáo đồng phạm trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Ngọ, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực Châu Á Thái Bình Dương, bị tuyên phạt 7 năm tù Nguyễn Đức Tài, cựu giám đốc DIB Sở Giao dịch, bị tuyên phạt 2 năm tù, cộng với bản án cũ 27 năm, tổng cộng là 29 năm tù. Nguyễn Thị Ngọc Dân, nguyên phó tổng giám đốc DIB 1 năm tù, cộng với bản án cũ 5 năm 6 tháng, tổng cộng là 6 năm 6 tháng tù. Tất cả đều bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho dây trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử tuyên buộc bà Nguyễn Thị Ngọ phải bồi thường cho ngân hàng DIB gần 1.236 tỷ đồng, cộng cả dư nợ gốc lợn lãi, giao các tài sản của bà Ngọ cho DIB quản lý sử dụng.